Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác Phát triển Điện lực Trung Quốc ASEAN và Kết nối Giao thương Việt Nam-Trung Quốc. Đây là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Điện và Năng lượng Việt Nam ENI Việt Nam 2024. An ninh năng lượng, thời tiết cực đoan và môi trường sinh thái đang là vấn đề rất nghiêm trọng. Trước tình hình đó, các đối tác ngành điện, năng lượng trên khắp thế giới đang nỗ lực không ngừng để thúc đẩy tiến bộ công nghệ và thiết bị, tăng cường trao đổi và hợp tác quốc tế, cũng như tìm kiếm các giải pháp kinh tế khả thi. Sau khi chia sẻ các vấn đề về an ninh năng lượng, lễ ký kết ghi nhớ hợp tác MOU giữa các cơ quan, tổ chức uy tín trong ngành điện, điện lực, năng lượng của Việt Nam và quốc tế đã được thực hiện, mở ra nhiều cơ hội về chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ. Diễn đạt được đánh giá và kỳ vọng sẽ là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc, tạo cơ hội thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp hai nước quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp điện năng lượng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Ngành năng lượng điện Trung Quốc và Việt Nam có nền tảng hợp tác. Các công ty điện lực Trung Quốc đã tích cực tham gia thị trường Việt Nam như đầu tư xây dựng dự án mua bán điện, cung cấp thiết bị điện, tạo ra nhiều dự án kiểu mẫu. Hôm nay, với sự nỗ lực chung của các bên, diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Hy vọng quy mô và các lĩnh vực hợp tác năng lượng điện giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng và được đi vào chiều sâu. Nhân dịp này, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Điện và Năng lượng Việt Nam ENI Việt Nam 2024 với hơn 300 gian hàng của 250 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc cũng đã diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội. Triển lãm cũng là hoạt động hưởng ứng tinh thần triển khai thực hiện quyết định 262 QĐ-TTG ngày 1 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.